Đây là cái micro mà mình đã tạo ra gần 500 video trên kênh YouTube này. Nói đùa với mọi người thôi, đây là một cái số podcast mà chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy là cái video này nó tự nhiên nhất, nó thoải mái nhất. Mình cũng không dùng bất kỳ một cái micro, bất kỳ một cái đạo cụ nào hay thậm chí là ánh sáng rồi là những cái đạo cụ để nó làm cho cái video này nó cảm giác rằng nó chuyên nghiệp nhất có thể. Tuy nhiên mình sẽ không nói và sẽ không đi theo cái con đường này, bởi vì những cái video này mình đang tự biên tự diễn tại phòng làm việc hiện tại của mình. Và chắc chắn các bạn đã xem cái tiêu đề của cái video này rồi. Và cái chủ đề của ngày hôm nay đấy là mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn là làm thế nào để một cái sự nghiệp, một cái công việc của mình, và mình đã bỏ cái công việc đấy đi và mình đã tạo ra những nguồn thu nhập đầu tiên ở trên online với cái nghề dạy học của mình như thế nào. Và chắc chắn cái kênh YouTube này là kênh YouTube mà mình tin rằng có rất là nhiều những thầy cô giáo cùng quan điểm với mình, đấy là mọi người cũng đang lăn tăn về cái mức thu nhập của mình, về cái công việc của mình. Mọi người có cảm thấy thoải mái với công việc đấy không? Mọi người có cảm thấy là mình làm nhưng mà mình không còn hào hứng với công việc đó, hay là thậm chí mình muốn đi tìm một cái công việc thứ hai, thứ ba để nó tạo ra những nguồn thu nhập mới trong những năm tiếp theo hay không? Thì cái video này mình sẽ nói cho các bạn về một cái hành trình của mình. Và tất nhiên cái hành trình của mình thì nó sẽ không phù hợp với nhiều người, nhưng mọi người hãy nghe và hãy xem cái video này, bởi vì chắc chắn mình tin chắc một điều rằng là nếu như các bạn vẫn đang trong cái hành trình đi tìm kiếm cho mình một công việc, một sự nghiệp, hoặc là các bạn đang học tập để có cho mình một kỹ năng vượt trội hơn, thì mình tin rằng những series, những video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Và nếu như mọi người thích cái video này thì mọi người hãy cho mình một cái lời bình luận để mình tiếp tục tạo ra những video, những cái số khác và những cái số mới. Và chắc chắn rồi, mình muốn nói chuyện một cách thoải mái hơn và mình không có biên tập video này quá nhiều, và mình muốn nói một cách tự nhiên, nói một cách thoải mái. Và hiện tại thì mình vẫn muốn đi theo một cái phong cách này, bởi vì mình, với một cái quan điểm của mình là mình thấy rằng là có rất là nhiều, hàng trăm, hàng nghìn và hàng triệu những cái video ở ngoài kia, ở trên cái kênh YouTube của chúng ta đang xem. Họ đang làm ra rất nhiều những cái thể loại video nó quá thu hút, nó rất viral. Nhưng với mình thì mình lại muốn đi ngược lại, để là mình tìm kiếm cho mình một cái phong cách, một cái lối trình bày nó đơn giản, nó tối giản, và thực sự là nó cảm thấy là từ trong cái trái tim của mình. Và mình muốn nói, mình muốn chia sẻ một cách chân thành đối với các bạn đang xem cái video này. Và quay trở lại với cái chủ đề, đấy là khi mà mình bỏ một cái công việc đi và làm thế nào để mình bắt đầu mình tạo ra những nguồn thu nhập đầu tiên ở trên Internet. Thì cách đây tầm khoảng 6 năm thì mình đã có một cái khoảng thời gian mà nó thực sự nó tồi tệ với mình. Đấy là khi mà mình bắt đầu mình lập gia đình, mình bắt đầu mình mua cho mình một cái căn nhà mới đó các bạn. Thì thực ra thì mình không có tiền đâu, nhưng mà cái mục tiêu của mình đấy là mình đã đủ tuổi đến cái giai đoạn gọi là lập gia đình rồi, và mình đủ tuổi đến cái lúc mà mình cần có một cái gì đó cho chính bản thân của mình. Và trong đầu của mình lúc nào mình cũng lăn tăn và mình cũng đắn đo là làm thế nào để bản thân của mình tự chủ một cái công việc nào đó. Thì với 10 năm mà mình đi dạy học thì mình cảm thấy rằng là mình làm những cái công việc tất nhiên là mình yêu thích rồi, tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là mình phải cần có cho mình một cái điều gì đó. Và mình không thể nào cứ 5 năm, 10 năm, 20 năm thì mình vẫn cứ tiếp tục cái công việc này và mình lại đi xây dựng ước mơ cho người khác được. Và mình không biết rằng là mọi người có cùng cái quan điểm và cùng cái giấc mơ giống như của mình hay không. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là bây giờ mình suy nghĩ đau đáu trong đầu là thôi thả bỏ hết luôn, để về rồi làm gì thì làm, nhưng cứ miễn là làm chủ là được. Nhưng mọi việc nó không như là mơ các bạn. Khi mà mình đã bắt đầu mình tự xây dựng cho mình một cái shop thời trang, rồi mình mở ra những cái công ty, thì tất cả những thứ đó mình đều thất bại. Và trong cái video này thì mình không tiện để có thể chia sẻ với các bạn. Mình làm về quảng cáo, mình làm về buôn bán giày dép, mình làm về dịch vụ, về truyền thông, rồi thiết kế và một số những cái lĩnh vực khác. Tuy nhiên thì nó đều không phải là những cái thứ kết quả mà mình mong muốn đạt được. Và mình quá non kinh nghiệm, mình không thể làm được chuyện này. Và mình vẫn tiếp tục với công việc dạy học của mình ở trong một trường quốc tế. Thì khi đó thì mình bắt đầu đến năm 2018-19 thì dịch Covid bắt đầu.
Và khi đó thì mọi người thấy có một điều là mình vẫn còn tiếp tục cái công việc này thì mình không thể nào có được một nguồn thu nhập tốt, và mình cũng không thể nào tạo ra cho mình một cái ước mơ tốt. Và thời điểm mà căng thẳng nhất đối với mình đấy là mình ở tại nhà gần một năm trời các bạn. Gần một năm trời và mình không có bất kỳ một cái khoản thu nhập nào cả. Bởi vì chính cái thời điểm đó ai cũng đều phải ở nhà, ai cũng đều phải làm việc online. Nhưng với bản thân tụi mình là những người mà dạy học thì hầu như mình không có tiết dạy và mình không có giờ dạy. Khi đó thì mình bắt buộc mình phải đi tìm kiếm một con đường mới. Và các bạn biết không, cái số tiền thu nhập đầu tiên của mình nó đến từ một khóa học online và mình có up ở trên một cái nền tảng. Đấy là nền tảng Unica và một nền tảng thứ hai đấy là Edumon. Thì hai cái nền tảng này thì hiện tại nó vẫn đang còn các bạn, vẫn đang còn. Và mình thấy rằng là cái nguồn thu nhập đầu tiên của mình nó chỉ có vài chục nghìn. Tức là mình ở trên cái nền tảng đó thì mình chỉ được vài chục nghìn thôi. Và khi mà mình mỗi một lần có ai mua thì mình chỉ được vài chục nghìn. Và sau đấy thì sau một tháng thì có bao nhiêu người mua ấy, thì những cái nền tảng đấy người ta sẽ trích lại cho mình cái tỷ lệ phần trăm tương ứng với trong một tháng đấy. Và đấy là một cái điều nó quá tuyệt vời. Và cái tháng đầu tiên mình đã làm được gần 4 triệu các bạn. Đấy, chia sẻ thật với mọi người là mình đã làm được gần 4 triệu. Khi đó thì mình cảm thấy rằng wow, đây là thời cơ của mình. Và đây là thời điểm mà mình cần phải bắt đầu với online. Và tại sao mình bắt đầu nó muộn như vậy? Mình không tìm ra con đường các bạn. Và khi mà mình bị dồn nén, tức là đến đường cùng rồi á, thì mình mới bắt đầu mình có những ý tưởng. Và thực ra là cũng không phải là một ý tưởng. Và mình có một cái cậu bạn ở trên Unica ấy, khi mà nói chuyện ấy thì cậu ấy mới bắt đầu là cậu ấy nói với mình rằng là anh nên làm một cái bộ series, một cái chương trình nó liên quan về Microsoft Office. Và cái thời điểm đấy ấy, thì các bạn, thì cái chương trình Office 365 là một cái chương trình mà nó rất là mới luôn. Và khi đó thì mình bắt đầu mình thử nghiệm. Và mình cũng là cái người mà mình đi đầu trong cái việc là mình chia sẻ những cái kiến thức này. Tất nhiên đấy là một cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn để cho mọi người cũng hiểu được là mình bắt đầu mình có cái cơ duyên để mình bỏ cái công việc của mình nó như thế nào. Và mình gặp vấn đề, mình gặp rất nhiều những khó khăn ở trong cái giai đoạn đầu tiên như thế nào. Và cái micro này, tại sao đây là cái video đầu tiên nhưng mà mình vẫn nói với các bạn rằng là mình vẫn cầm cái micro này. Và chính nó là cái đạo cụ đầu tiên cho đến thời điểm này vẫn đang tạo ra những video của mình. Và mình có tạo ra ba cái khóa học đầu tiên ấy, thì cái mic này nó là một cái mic mà nó giúp mình làm được chuyện này. Nó giúp mình tạo ra những khóa học đầu tiên đấy các bạn. Và đến thời điểm bây giờ thì cái mic này nó rất là bền. Mình cảm thấy rằng là mình gặp may mắn, bởi vì là những cái giai đoạn mà mình chưa có nguồn thu nhập, chưa có tiền, nhưng mà mình vẫn có một cái đạo cụ mà nó tốt như vậy. Và các bạn biết không, khi đó thì mình bắt đầu mình có được nguồn thu nhập đầu tiên. Và mình đã thực sự là mình rất là vui mừng. Và đến năm 2020, gần cuối năm 2019 thì mình bắt đầu mình trong đầu mình đau đáu cái việc là mình sẽ viết một cái lá đơn để mình xin nghỉ việc. Và thời điểm khoảnh khắc mà mình xin nghỉ việc cũng là cái thời điểm mà mình bắt đầu công việc của mình toàn thời gian ở trên online. Và mình không có một cái mong muốn là mình sẽ nghỉ ở công việc này, mình nghỉ ở đơn vị này để mình chuyển sang một cái đơn vị khác. Và mình hầu như cái thời điểm đấy mình không có ai định hướng hết, không có ai tư vấn cho mình, cũng không có ai là người chỉ dạy cho mình cái đường đi nước bước, cái lựa chọn con đường của mình. Và mình là cái con người mà nó giống như việc là mình giống chuột bạch đấy các bạn. Tức là mình sẽ thử những cái công việc của mình thử nghiệm, mình tự làm, mình tự nghiên cứu, mình tự học, mình thử nghiệm. Và mình gặp sai rất nhiều mọi người ạ. Và nếu như mọi người cũng là những thầy cô giáo giống như mình cách đây 7 năm, 10 năm về trước, thì mình tin rằng là các bạn cũng sẽ luôn luôn đau đáu trong đầu là với một cái mức lương như vậy, với một cái mức thu nhập như vậy thì làm thế nào để chúng ta đủ duy trì cái cuộc sống của mình, duy trì cái
cái mối quan hệ của mình có còn năng lượng để mình duy trì cái công việc của mình hay không, hay là suốt ngày phải sổ sách, suốt ngày phải hồ sơ giao án, suốt ngày phải vào điểm rồi sổ điểm rồi nhận xét sổ đầu bài, hay thậm chí là phải trông nom học sinh học trò của mình. Và với bản thân mình là cái người con trai đàn ông thôi, cho nên là với những cái việc như vậy ấy, thì nó rất khó để nó giúp mình có thể lựa chọn một cái con đường lâu dài. Và ôi thôi, năm 2020 mình đã kết thúc công việc của mình. Và các bạn biết không, tất cả những cái gì mà mình chia sẻ và mình làm việc ở trên online đến thời điểm bây giờ, mọi người sẽ thấy có hàng trăm cái video mà mình chia sẻ cái kiến thức, cái kỹ năng của mình ở trên chính cái kênh YouTube này. Và đến thời điểm bây giờ mình cũng tin rằng là có rất là nhiều người đã học qua những cái video của mình. Và đến cái giai đoạn thứ hai thì mọi người sẽ hỏi là làm thế nào để tôi có thể tôi tạo ra những nguồn thu nhập ở trên online, đúng không các bạn? Cái việc mà mình tạo ra những cái nguồn thu nhập đầu tiên ở trên online đấy các bạn, đấy là mình có kể với các bạn là mình tạo ra những khóa học đầu tiên. Và sau đó một cái cơ duyên để là gì ạ? Thì có rất là nhiều người, mọi người chắc chắn đây cũng là một cái bước, một cái bài học để cho mọi người có thể rút ra, và chúng ta sẽ có cho mình một cái nguồn thu nhập đầu tiên. Và mọi người có thể thử với cách làm này. Đấy là khi mà mình chia sẻ cái kiến thức của mình nó liên quan về office đó, tức là nó liên quan về tin học văn phòng ấy, thì có rất là nhiều người lại hỏi mình. Mình dùng những cái video đấy để mình đăng tải lên trên YouTube, mình dùng cái video đấy để mình đăng tải lên trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Thì lúc này tự nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, thì cái thời điểm đấy có rất là nhiều người, người ta ở trên online và người ta đi tìm kiếm những cái kiến thức, những cái kỹ năng của người ta. Và khi đó thì tự nhiên cái video của mình nó lại được đẩy lên các bạn, nó lại được đẩy lên xu hướng. Đấy thì nó rất may mắn đến với mình, để là tự nhiên có nhiều người biết và nhiều người bình luận vào cái video của mình. Và sau đó thì một cái cơ duyên, một cái may mắn đấy là nhiều người, người ta nhắn tin, người ta tìm đến mình và người ta nhờ mình là à anh ơi giúp em làm cái này, giúp em làm cái dự án kia, anh ơi anh có thể bán cho em cái tài liệu này được hay không. Và thời điểm đó tự nhiên mình thấy mình có tiền các bạn ạ. Tự nhiên mình làm, tất nhiên thì cái khoản tiền của mình tạo ra những cái thời điểm ngay từ giai đoạn đầu tiên nó không có cao và nó không có lớn đâu. Nhưng mình cảm thấy rằng trong cái thời điểm đấy, một vài trăm nghìn, một vài triệu, hoặc thậm chí những cái khoản thu nhập lẻ của mình nó đến với mình ấy, thực sự mình cảm thấy mình rất biết ơn về những cái đồng tiền đầu tiên như thế. Bởi vì những cái giai đoạn đấy là mình đã nghỉ công việc của mình rồi, mình đã bỏ công việc và mình không có bất kỳ một cái nguồn thu nhập nào khác. Và khi đó mình quyết tâm một cái điều để là mình dấn thân vào cái con đường này và kiếm tiền ở trên Internet bằng nghề dạy học của mình, bằng nghề chia sẻ kiến thức, bằng nghề kinh doanh kiến thức của mình. Và nghe đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy là tất cả mọi cái con đường đi của mình nó cảm thấy nó bằng phẳng, đúng không? Nó không phải là như thế đâu các bạn. Bản chất là mình chỉ kể nhanh ở trong cái video này, nó chính là một cái đoạn mà mình kể lại cái hành trình của mình thôi. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài học, những cái video, những cái con đường của mình, rồi những cái nội dung của mình, những cái gì mà mình học được, những cái gì mình trải nghiệm được ở nhiều những cái số series tiếp theo. Và khi mà mình đã có cho mình những cái khoản tiền đầu tiên ấy, và mọi người biết là 100 triệu đầu tiên ấy, mình kiếm trong những cái năm, những cái tháng đầu tiên, những cái năm đầu tiên nó rất là khó luôn các bạn. Bởi vì không ai biết đến mình. Có quá nhiều người không biết mình là ai, và làm sao người ta có thể mua những sản phẩm của mình, làm sao người ta có thể chuyển khoản cho mình, làm sao mà mình có niềm tin trong mắt của người ta được. Và nó rất khó. Cho nên ở đây, trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn và mình muốn gửi gắm đến các bạn, nó có 3 bài học mà mình tin rằng khi các bạn nghe xong 3 bài học này, các bạn sẽ có trong tâm trí của các bạn những cái trải nghiệm mà nó cực kỳ tuyệt vời đến từ những sai lầm của mình. Cái bài học số 1, các bạn cần phải nhớ là khi các bạn quyết định nghỉ bất kỳ một cái công việc nào thì chúng ta cần phải sẵn sàng một cái khoản tiền nào đó mà mọi người có thể dự trù được 3 đến 6 tháng. Và đây là một trong những cái sai lầm của mình, và mình càng ngày về sau thì mình sẽ không còn lặp lại cái vấn đề này nữa. Cái lúc mà mình viết một cái đơn xin thôi việc ấy thì bản chất là trong túi của mình ấy các bạn.
nó chẳng còn một cái đồng nào cả. Hầu như khi đấy là mình chỉ còn nhớ là mình chỉ còn vài triệu thôi để mình duy trì cái tháng đấy thôi. Và lúc đó thì mình đang có quá nhiều thứ phải lo, nhưng mà vì mình có quyết tâm lớn quá và cũng một cái động lực quá lớn để là mình không được đi làm, mình phải ở nhà làm việc, cho nên mình cũng quyết tâm mà mình bỏ cái công việc đấy luôn. Cho nên cái bài học này là bài học mà mọi người, nếu như chúng ta muốn nghỉ một cái công việc nào đó mà mọi người cảm thấy là cái mức thu nhập, cái tiền lương, những cái môi trường đó nó không còn phù hợp với mọi người, thì chúng ta có thể xin nghỉ việc. Nhưng hãy nhớ rằng hãy dành cho mình từ 3 đến 6 tháng về cái nguồn thu nhập để các bạn có thể duy trì và trang trải cho cái cuộc sống sau này. Nếu như chúng ta tự solo, chúng ta tự làm cái công việc của mình và tự xây dựng cho mình một cái con đường riêng. Một cái bài học thứ hai mà chắc chắn sẽ rất là nhiều người chúng ta chưa khi nào chúng ta vấp phải, hoặc thậm chí là chúng ta vẫn đang còn không khi nào nghĩ đến cái chuyện này. Đấy là mọi người phải kiên định với quyết định của mình. Kiên định với quyết định của mình các bạn. Bởi vì cái thời điểm mà mình xin nghỉ việc ấy, thì đấy là một cái thời điểm mà mình có thông báo, mình có nói chuyện và mình có chia sẻ với bố mẹ của mình, với anh chị em của mình, với những người bạn của mình. Và khi đó mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? Đấy là tất cả những người thân đều nói với mình rằng: nào, đừng bỏ công việc đấy, nó đang ngon thế cơ mà. Có rất nhiều người muốn được như mình, nhưng họ lại đâu có được đâu. Cho nên đừng bỏ công việc đấy đi, nghe chưa? Đấy là lời căn dặn của bố mẹ của mình, của anh chị em của mình và của những người thân của mình. Nhưng rồi, khi đấy mình mới quyết tâm một điều và mình mới kiên định với cái quyết định của mình, bởi vì mình đã lập một cái kế hoạch là mình sẽ làm công việc này, mình làm công việc kia, mình làm những thứ này, mình làm những thứ kia. Cho nên mình không bỏ cái quyết định đấy của mình đi, và mình vẫn kiên định cái quyết định của mình, đấy là gửi cái đơn xin việc đấy. Và mình sẽ nghỉ công việc đấy để mình chuyển cái công việc của mình, chuyển cái những cái gì mà mình yêu thích, mình đam mê, mà mình sẽ làm việc nó trên online hoàn toàn full time và 100%. Và đấy là bài học thứ hai mà các bạn cũng cần phải lưu ý. Và bài học thứ ba của mình, đấy là hãy làm gấp nhiều lần so với công việc cũ. Bài học thứ ba là các bạn hãy làm gấp nhiều lần so với công việc cũ. Thực ra thì cái công việc cũ ấy thì nó có một điều thuận lợi, đấy là các bạn làm chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì sẽ có những người lãnh đạo, những người cấp trên của chúng ta ấy, những người mà người ta đã có những cái năng lực quá giỏi trong việc giao việc, người ta sẽ biết giao cho mình những cái công việc gì và mình chỉ việc làm thôi. Có nhiều ban, nhiều bộ phận người ta đã giao việc cho mình rồi và mình chỉ có làm thôi. Và đến buổi thì mình đến và hết giờ thì mình về thôi. Và nếu như còn những cái đầu việc nào nó còn tồn đọng ấy thì mọi người hoàn toàn có thể là đưa nó về nhà để làm tiếp hoặc là làm vào ngày mai. Nhưng khi chúng ta làm chủ ấy các bạn, khi chúng ta làm chủ ấy thì cái điều mà chúng ta bắt đầu chúng ta làm là chúng ta phải làm nhiều gấp 5, gấp 10 và thậm chí gấp 20 lần so với mức độ bình thường. Chúng ta phải tự suy nghĩ, chúng ta phải tự tạo ra ý tưởng, chúng ta phải đi tìm kiếm con đường, chúng ta phải đọc sách, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ, chúng ta phải đi tìm kiếm những nguồn thu nhập đầu tiên, chúng ta phải làm sao để mình duy trì được một cái cuộc sống, mình phải cân bằng được tất cả mọi việc, từ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt và tất cả mọi thứ đến với mình. Cho nên mọi thứ nó đổ lên đầu ấy các bạn. Thực sự mình chia sẻ với các bạn, đấy là mọi thứ nó dồn lên đầu mình. Có những lúc mà nó bị stress rất là nhiều. Đấy, cho nên mọi người phải nhớ là chúng ta phải làm nhiều hơn gấp nhiều lần so với công việc cũ thì mới có cơ hội để chúng ta chiến thắng trong cái game này được. Tuy nhiên ở trong này, khi mà mọi người nghe mình kể, mình chia sẻ ra, thì chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy rằng là: ô gì mà nó khó thế, chắc chắn là mình không làm được đâu, đúng không các bạn? Đấy, sẽ có rất là nhiều người, mọi người sẽ kể với mình là như vậy. Tuy nhiên thì cái con đường nào nó cũng sẽ có chông gai, con đường nào nó cũng sẽ gặp rất nhiều những cái chướng ngại vật đấy các bạn. Và đi đôi với những cái chông gai đấy, những cái chướng ngại vật đấy, thì chúng ta cũng sẽ gặp may mắn thôi. Chúng ta cũng sẽ có sự thuận lợi, chúng ta cũng sẽ có sự hậu thuẫn của người thân, của đồng nghiệp, của nhiều người khác. Và chúng ta cũng sẽ gặp may mắn. Cho nên các bạn đừng có bỏ cuộc.
chúng ta đã yêu thích, chúng ta đã đam mê, chúng ta đã muốn dấn thân vào cái nghề nào, chúng ta dấn thân vào cái công việc nào thì mọi người cứ bắt đầu làm thôi. Và mình tin chắc rằng với ba cái bài học, khi mà mình bắt đầu mình bỏ cái công việc của mình để mình tạo ra những nguồn thu nhập đầu tiên ở trên Internet, thì nó sẽ là một cái clip mà những cái lời chia sẻ của mình nó sẽ chạm đến các bạn. Và những ai mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là chúng ta muốn bỏ một cái công việc cũ để chúng ta xây dựng cho mình một cái sự nghiệp mới, một cái sự nghiệp mà mình sẽ tự chủ, mình sẽ muốn làm chủ ở trên cái môi trường online này, thì các bạn hãy nghe thật kỹ ba cái lời khuyên của mình. Và mình hy vọng rằng là với những cái video, cái podcast theo cái kiểu như thế này thì chắc chắn nó cũng sẽ là một cái chia sẻ chân thành của mình. Và biết đâu được các bạn sẽ thích cái thể loại nói một cái loại talk show tại phòng làm việc của mình như thế này. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở một cái video thứ hai. Ok, mình tin chắc là mình sẽ nhận được một vài những cái lời góp ý của các bạn về những cái video kiểu như thế này. Và nếu như các bạn cảm thấy mình cần phải thay đổi, mình cần phải đổi mới một cái phong cách, một cái gu nào đó để cho nó phù hợp với các bạn, thì mọi người cũng cho mình những cái lời bình luận, những cái lời nhận xét ở phía dưới. Và mình sẽ tiếp tục tiếp nhận những cái lời góp ý, những cái lời nhận xét, những cái lời động viên của mọi người, và mình sẽ sửa đổi, mình sẽ thay đổi làm sao để phù hợp với mọi người nhất có thể. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sẽ có cho mình những bài học hay.